Chào các bạn nha. Hôm nay thì ở đây tôi có một cái cục ABS của chiếc Toyota Innova của một anh bạn gửi cho tôi coi giùm ha. Thì cái cục này ở bên chiếc xe kia là nó bị báo đèn ABS ha. Thì anh đọc được cái lỗi thì anh đã gửi cái lỗi đó cho tôi. Thì tôi mới kêu anh tháo cái cục ABS qua đây để tôi kiểm tra ha. Thì sẵn ở đây thì tôi kiểm tra trên xe luôn, do nó có cái dắt điện để cho nó dễ kiểm tra ha. Thì đây là cái cục ABS ở trên xe nè. Còn cái cục này mình đang bị lỗi nè ha. Thì bây giờ tôi kết nối qua và đọc lỗi thử cho các bạn xem là nó bị lỗi gì ha, và xem là có khắc phục được hay không. Đây, chúng ta vào Toyota nè, chúng ta đọc lỗi xem nó bị cái gì ha. Đây, nó báo cái lỗi là C1251. Lỗi này thì nó báo là motor bị kẹt ha, hoặc là bị hở mạch cái motor bơm, là một cái cục motor này đây. Thì với cái lỗi này thì nguyên nhân của nó có thể là do cái motor này bị kẹt, hoặc là có thể là nó bị hở mạch ha, có thể là do hết hang. Thì các cái mã lỗi của cái hệ thống ABS này nó có đặc điểm là khi mà chúng ta rút cái dắt điện này ra thì cái lỗi nó không có bị xóa giống như là cái phần ở trên cái hộp ECM ha. Cho nên là khi mà chúng ta tháo ra và chúng ta kết nối bên đây thì chúng ta vẫn đọc được cái lỗi cũ. Thì cái lỗi này á, nếu mà bây giờ chúng ta xóa đi thì nó sẽ mất ha. Tuy nhiên là khi mà chúng ta khởi hành xe á, xe lăn bánh á, thì thông qua cái chế độ mà kiểm tra ban đầu á, thì cái hộp ECU ABS này nè, nó sẽ kích hoạt cho cái bơm này cũng như là các cái van điện tử trong này nó hoạt động ha. Nếu mà cái trong cái bước kiểm tra này mà nó phát hiện có trục trặc á, thì nó sẽ kích hoạt cái đèn chết và nó lưu cái mã lỗi này lại ha. Cho nên là cái lỗi này chúng ta đậu tại chỗ thì chúng ta xóa nó hết, và khi mà chúng ta chạy xe lăn bánh lên đó thì cái lỗi nó sẽ xuất hiện trở lại nha. Thì khi bị cái lỗi này á, thì chúng ta có thể là dùng cái tính năng kích hoạt cơ cấu chấp hành để chúng ta kiểm tra xem là cái bơm này nó có chạy hay không ha. Đây, chúng ta sẽ vào cái tính năng kích hoạt cơ cấu chấp hành nè, và chúng ta kích cho xem là cái bơm nó có quay hay không. Ở đây chúng ta sẽ chọn cái ABS relay nè. Rồi bây giờ tôi sẽ kích hoạt thử cho các bạn xem ha. Nếu mà cái motor nó bình thường á, thì khi mà chúng ta kích vào đây á, thì chúng ta sẽ nghe cái motor bơm nó quay ha. Rồi, chúng ta thấy là êm gu ha, không có gì hết. Nó sẽ kiểm tra trong vòng 4 giây ha. Rồi bây giờ tôi kích lại một lần nữa cho các bạn xem nè. Đó, nó đang kiểm tra. Đó, thì cái motor nó không quay ha. Rồi kích hoạt một vài lần thử. Vẫn không quay. Rồi, cái này là chúng ta hạn chế kích hoạt liên tiếp mà. Thì rõ ràng là chúng ta kích hoạt nó không quay. Và sau một vài lần kích hoạt á, thì chúng ta thấy là cái motor bơm này nè, nó nóng lên ha, nó nóng lên đó. Thì theo phán đoán của tôi á, thì có thể là cái motor này nó đang bị kẹt, do trong quá trình sử dụng, có thể là chúng ta do cái điều kiện môi trường, hay là do những lần mà chúng ta có thể là rửa xe nước nó vào cái motor này và nó làm gỉ sét ở trong này ha. Thì đối với cái lỗi này á, thì nếu chúng ta có điều kiện thì tốt nhất là chúng ta nên thay cái cụm ABS mới ha. Tuy nhiên thì để tiết kiệm chi phí thì chúng ta vẫn có thể là khắc phục được. Thì bây giờ tôi sẽ tháo ra thử để xem là có khắc phục được hay không ha. Rồi, đây là cái cụm ABS sau khi đã tháo xuống ha. Thì chúng ta có thể quan sát cái cấu tạo bên ngoài của nó nè. Đây là ba cái lỗ, là ba cái đường dầu đến hai lỗ thì đến hai bánh xe trước ha, còn một lỗ thì đến bánh xe sau. Ở đây là hai cái lỗ dầu của từ cái xi lanh phanh chính tới nè. Cụm motor là nằm đây. Rồi đây là cái dắt dắt nối điện của nó. Đây, còn đây là cái mã hộp của nó nè. Thì bây giờ tôi sẽ tháo cái motor này ra thử để xem là nó có bị kẹt hay không. Ở đây chúng ta có thể là bung cái nắp này ra, nắp đuôi này ha.
quay tháo hai cái con lục giác ở đây ra. Để chúng ta rút cái motor ra ha. Bây giờ tôi sẽ tháo cái đuôi trước. Rồi chúng ta sẽ đục nó ra ha. Thì đây chúng ta thấy là cái này là nó bị xét ha, bị đóng ten nè. Cái này là rõ ràng là có nước vào ha. Có nước vào đây, nó làm xét cái này nè. Thì có lẽ là cái rotor ở trong nó bị kẹt là do mấy cái ten này đóng nè ha. Giờ tiếp tục mình sẽ tháo bên trong ra. Chúng ta sẽ nạy này ra. Ở đây nó sẽ có một cái gòn cao su để làm kính ha. Thì để lấy được cái motor này ra thì bắt buộc chúng ta phải xả cái mối hàn này ra ha. Tháo cái mối hàn này ra. Rồi sau một hồi gấp lại thì chúng ta sẽ bấm lại cái mối hàn này. Đây là cái mối hàn của chỗ thang dương ha. Nó ăn vào đây. Đó. Thì ở phía dưới này nè, chúng ta thấy là hai cái ti thò ra. Đó chính là hai cái piston bơm ha. Nè, chúng ta có thể nhấn nè. À, lúng vô nó hồi nè ha. Thì chỗ này nè với chỗ này là hai cái piston bơm dầu của nó. Nha. Còn ở đây là cái bạc đạn đỡ nè, còn đây là cái cam lật tâm này ha. Khi cái rotor này nó quay thì cái cam này nó sẽ tác động vào hai cái piston ở đây và nó sẽ đẩy dầu đi ha. Do cái bơm này là bơm piston, thành ra là cái chiều quay của cái motor này là không quan trọng ha. Thì nó quay chiều nào cũng được. Tuy nhiên thì trong thực tế thì cái mạch điều khiển nó chỉ là điều khiển quay một chiều thôi, do là cái ta thấy là cái chổi thang âm nó đã được nối mát nè ha, nối mát rõ nè, cho nên là cái motor này nó quay một chiều nha. Tại vì lúc trước có bạn hỏi tôi là cái motor này nó quay khi mà nó thực hiện chế độ mà tăng áp hay là giảm áp á, thì nó có đảo chiều quay hay không, thì câu trả lời đó là nó quay một chiều ha, chiều quay nó không đổi, do ở đây là cái bơm piston cho nên là nó quay chiều nào thì nó vẫn bơm được ha. Còn cái dòng dầu ở trong này á, thì nó đổi chiều là do qua điện tử trong này nó đóng mở mà nó thay đổi cái chiều dòng chảy của cái dầu thắng. Thì sau khi mà tháo ra thì ngoài cái bị kẹt á, thì tôi còn phát hiện thêm đó là cái chổi than này nó cũng bị kẹt luôn nè. Cái chổi than dương này nó cũng bị kẹt luôn. Ha, kẹt cứng ở trong này. Đó, chúng ta thấy là nó kẹt cứng nhắc luôn nè. Nhấn nó không xuống ha. Đó, bây giờ là ngoài việc là vệ sinh cái rotor này ra thì chúng ta cần phải là vệ sinh cái chổi than này để cho nó di chuyển nhẹ nhàng. Ở đây là chổi than âm, bên đây thì nó di chuyển ra vô được nè. Chổi than âm nè. Chổi than âm thì nó ra vô thoải mái nè. À, còn chổi than dương nó đang bị kẹt. Đó. Thì rõ ràng là chúng ta thấy là cái motor này nó bị nước vô ha. Đây, ở đây nó sẽ có một cái cọng sin để làm kính nè. Đó. Thì một hồi nữa thì chúng ta phải xử lý keo ở chỗ này. Đó. Rồi ở phía sau cái nắp này nè. Cái nắp này thì chúng ta cũng phải vô keo để mà nó làm kính ha. Tại vì nước nó chủ yếu nó vô cái đường này nè. Đó. Nó vô từ phía sau này nè. Mà nó làm kẹt cái rotor ở trong này. Ha. Thì bây giờ tôi sẽ rút cái rotor ra để làm cái vệ sinh cái cổ góp ở trong này luôn. Bây giờ là nó đang bị kẹt cứng nè, không có xoay được ha, ta học dít đây không xoay được, hết rất là mạnh. Nhưng thời một phần là nó do nó bị kẹt mấy cái kẹt ở trong này. Đây chúng ta thấy là nước nó vô nè ha, đó. Đó chính là nguyên nhân làm cho cái motor này nó bị kẹt. Đây chỗ này nó quay được nè, thì nó kẹt là do nó kẹt với cái cục 500 này nè. Mấy cái chỗ này nè ha.
thì nó cũng kẹt nhẹ thôi. Tuy nhiên thì cái lực của cái motor này nó cũng không mạnh lắm, thành ra là nó chỉ là xét chút xíu là nó không không có quay nổi nha. Đó, thì cái đặc điểm của cái motor này là cái cổ góp của nó nằm trong này ha. Cổ góp nó phía trong tôi đây thấy cổ góp nè. Đó, cổ góp thì nó cũng đen hết rồi ha. Lát nữa thì chúng ta sẽ dùng giấy nhám để chúng ta vệ sinh nó lại. Đây là cái cam này. Cam đập xăng này. À, bây giờ tôi quay rồi. À, chúng ta sẽ thấy là quá trình bơm của nó nè. Ha, cam đập xăng chúng ta sẽ thấy nó lắc và lắc lại. Đây, chúng ta có thể thấy cái sự hoạt động của cái cam ha. Đó. Thì cái dòng ở ngoài này nó không quay nha. Nó chỉ là cái cốt ở trong nó là tâm, rồi ở trong nó có bạc đàn. Khi quay thì nó sẽ đưa cái cam này lắc qua lắc lại ha. Chúng ta sẽ dùng giấy nhám để đánh sạch mấy cái chỗ này. Trong này rất là dơ luôn nè, nó xét ở trong này. Đó, thì với cái lỗi này á, thì nếu mà chúng ta có điều kiện thì chúng ta có thể là thay cái cụm mới ha. Tuy nhiên thì cái chi phí của nó thì nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Còn nếu không thì chúng ta cũng có thể là phục hồi bằng cách chúng ta vệ sinh ha. Thì cái chi phí của nó thì nó sẽ rẻ hơn nhiều. Chỗ này thì chúng ta vệ sinh cái cổ góp của nó. Cái thiết kế của gót này thì nó sẽ giúp cho cái motor nó gọn ha. Cái chiều dài của nó sẽ rút ngắn lại. Chiều dài của to nó sẽ giảm xuống ha. Đó, thì sau khi vệ sinh thì nó sẽ sáng lại ha. Sẽ tiếp xúc điện tốt hơn. Thì trong cái bệnh này á, là quan trọng nhất á, là sau khi chúng ta vệ sinh được xong á, thì chúng ta phải làm sao mà để đảm bảo cái độ kín của nó ha. Chúng ta phải xử lý keo ở chỗ này nè, để mà không cho nước vô. Với lại là chỗ cái cọng sin này này để làm sao mà đảm bảo cái nước nó không vào à, thì mới là có thể khắc phục triệt để được cái bệnh này ha. Bởi vì nguyên nhân của nó là do cái nước nó vào nè, nó làm cái motor này bị kẹt. Motor này nó rất dễ bị kẹt ha, tại do cái lực quay của nó thì cũng tương đối yếu, thành ra là có nước vào thì nó rất là dễ bị kẹt. Đây là cái chỗ thang dương nè ha, bề mặt của nó thì nó hơi bị xước nè, và nó chảy ở bên đây một miếng nè. À, kẹt bên đây, nó kẹt cứng luôn. Nó đang kẹt ở vị trí mà ngoài này nè, cho nên nó vẫn còn ăn điện. Cái đặc điểm của cái thang này á, là nó không phải là thẳng ha, mà nó hơi cong vậy nè. Đó. Cái chỗ thang này bây giờ là nó kẹt quá cứng rồi, không có cách nào lấy ra được ha. Mình khiêu một lát thì nó bể ra luôn, do nó cũng mục rồi. À, cho nên là mình sẽ quyết định là mình tháo, mình phá nó ra, mình thay thang mới luôn. Kẹt cứng ngắc ở trong này luôn, không lấy ra được. Rồi, cái này chúng ta dùng cái cục thang lớn, rồi sau đó chúng ta sẽ đánh giấy nhám lại ha, cho nó bo tròn theo cái cung này, để mà làm sao cho nó dịch chuyển nhẹ nhàng ra như thế này là được ha. Thì thật ra là cái bơm này nó cũng rất là ít khi hoạt động ha. Trong quá trình sử dụng thì mỗi lần mà chúng ta khởi hành xe thì nó sẽ thực hiện cái quy trình kiểm tra, nó sẽ bơm một lần. Rồi khi mà chúng ta thực hiện phanh thì cái bơm này nó chỉ hoạt động khi mà chúng ta phanh gấp thôi, chứ bình thường nó cũng rất ít khi hoạt động ha. Cho nên là cái thang này nó cũng nói chung là nó rất là lâu hết. Thì chủ yếu là nó bị kẹt như thế này thì chúng ta cần phải là thay thang. Rồi, thì như vậy thì chúng ta vệ sinh sạch sẽ, rồi chúng ta hàn cái thang này lại, là chúng ta gắp vào rồi sẽ kích hoạt thử là xem cái bơm nó chạy hay không ha. Rồi, để gắn được cái rotor, cái đầu bơm này vô á, thì nó cũng tương đối là khó ha. Bởi vì cái đầu nó là có cái cam là tâm á, mà trong khi là hai cái piston bơm nó đang trọt ra, cho nên là chúng ta không thể nào mà chúng ta gắp vào được. Thì muốn gắp vào được thì chúng ta cần phải chế một cái que ha, để chúng ta trọt vào đây nè. Rồi cái đầu ở trong thì chúng ta phải bẻ cong nó một tí, để mà khi mà chúng ta gắp vô á, chúng ta xoay vậy nè. Xoay để mà chúng ta nén cái piston nó lại ha. Và đồng thời là chúng ta phải xem là cái đường thẳng ở ngay cái rotor nè, là nó phải thẳng tâm với hai cái tông bơm ha.
để cho cái vị trí cam nó ngay chỗ một bên nó không rồi á thì chúng ta mới vào được nha. Còn không có làm cái kiểu này thì chúng ta không thể nào mà chúng ta gắp được cái cam cũng như là cái gô to vào. Rồi. Xong chúng ta rút ra. Rồi, như là tôi đã gắp hoàn chỉnh cái motor rồi ha. Thì khi mà gắp chúng ta lưu ý là cho một ít keo vào cái nắp sau này với là một ít keo vào chỗ cái gòn phía dưới này ha để cho nó chống nước vào. Tiếp theo thì chúng ta sẽ gắp lên xe để chúng ta kích hoạt thử xem là cái bơm này nó đã chạy chưa. Thì sau khi mà lắp ráp xong thì tôi sẽ gắn lên xe để dùng máy chẩn đoán kích hoạt xem là cái bơm này nó có hoạt động được hay chưa ha. Nếu mà chúng ta kích hoạt ở đây mà nó hoạt động thì có nghĩa là cái lỗi này chúng ta đã xử lý được ha. Chúng ta vào cái phần kích hoạt các cơ cấu chấp hành ha. Rồi chúng ta vào cái mục là ABS motor relay nè. Rồi ta chọn này đó. Bây giờ tôi bấm start, nếu mà nó chạy là ok nè, bấm thử nữa ha. Đó, bây giờ là cái motor đã chạy ha, nó chạy trong vòng khoảng 4 giây nó sẽ dừng lại ha. Rồi bây giờ chúng ta kích hoạt trở lại nè ha. Vậy là cái lỗi là chúng ta đã khắc phục được rồi ha. Đó thì cái bệnh về motor thì cơ bản là chúng ta có thể là xử lý được ha, bằng cách là chúng ta vệ sinh, hoặc là nếu mà nó kẹt than hay là hết than thì chúng ta có thể thay để tiết kiệm chi phí. Còn cái phần mà cơ khí của các cái van điện tử ở trong kia, nếu mà nó đóng mở không kín thì bắt buộc chúng ta phải thay mới cả cụm ha. Thì cái phần mà các cái cụm van ở trong kia làm sao để kiểm tra thì trong các video tiếp theo tôi sẽ làm về cái phần đó ha, để mà giúp cho các bạn biết là cái bộ chấp hành thể lực nó còn hoạt động tốt hay không. Rồi bây giờ kích hoạt lại thử cái nữa nè. Rồi ok ha. Thì cái việc kích hoạt cái bơm này nè, chúng ta không nên quá lạm dụng ha, chúng ta không nên cho nó chạy quá nhiều lần liên tục, có thể là ảnh hưởng tới cái độ bền của cái bơm ha. Thì sau khi mà chúng ta xử lý xong á thì chúng ta cần phải là xóa lỗi ha. Ta xóa, thoát ra xóa lỗi nè. Thì cái phần lỗi của cái bộ phận ABS này á là khi mà chúng ta ngắt điện á hay là chúng ta xử lý xong á thì nó sẽ không tự động hết lỗi như là bên hệ thống điều khiển động cơ, mà bắt buộc là chúng ta phải xóa lỗi ha. Thì xóa lỗi thì có hai cách, là một là chúng ta xóa bằng máy, hai là chúng ta xóa bằng tay ha. Thì cái cách xóa bằng tay như thế nào thì tôi sẽ hướng dẫn trong những cái video sau ha, cách đọc lỗi và xóa lỗi bằng tay. Rồi bây giờ chúng ta xóa thử nè. Rồi đó thì bây giờ nó đã hết lỗi ha. Như thế thì chúng ta gắn vào bên xe kia, là chúng ta gắn ống dầu và chúng ta xả gió lại là sử dụng bình thường. Thì cái video hôm nay đến đây là hết ha. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.